Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Và hôm nay thì Mua Bán Xe Cũ sẽ gửi tới anh chị và các bạn một chiếc xe sedan trong phân khúc hạng B Hyundai Accent phiên bản máy 1.4 số tự động, sản xuất là 2018. Xe có ngoại thất màu đen, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Các chi tiết của chiếc xe còn rất đẹp ạ anh chị ạ. Em sẽ quay qua một vòng chi tiết để các bác cùng tham quan với em về chiếc xe này. Xe có hỗ trợ trả góp cho các bác lên đến 70% giá trị xe. Các chi tiết về vỏ viết của chiếc xe còn rất đẹp ạ. Đây các bác có thể thấy qua, xe thì đăng ký tên tư nhân một chủ từ đầu. Mọi chi tiết của chiếc xe còn trong tình trạng hoàn hảo. Cốp xe thì cũng rất là rộng rãi. Keo chỉ đính tán, mọi chi tiết của chiếc xe còn nguyên zin anh chị nhé. Các bác có thể mang ra hãng hoặc gara chỉ định. Bên showroom thì cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên anh chị và các bạn có thể yên tâm. Với những chiếc xe bán ra tại showroom, địa chỉ của showroom anh chị và các bạn có thể đến quan xem xe, đó là số 16 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Auto 183. Các chi tiết nốp nạp còn rất mới anh chị nhé. Và em sẽ mời anh chị và các bạn cùng đi tham quan phần nội thất của chiếc xe có những cái gì. Và Accent phiên bản này thì nó đã được thay kế, cũng thiết kế mới rất là nhiều, từ cụm đèn pha đến các chi tiết nội thất cũng như phần đầu xe. Đây là cái phần cánh cửa của hàng ghế thứ hai, anh chị quan sát cùng em về phần keo chỉ cũng như phần ốc ác này. Mọi chi tiết đều trong tình trạng là nguyên zin anh chị nhé. Hàng ghế thứ hai thì nó có trang bị các chi tiết điểm nhấn là màu xanh, nội thất ghế da màu đen, trần thì đã được bọc ly lông rồi. Đấy. Các chi tiết phần cánh lái thì anh chị hãy quan sát cùng em thì nó có những cái gì. Với phần đi vào đầu tiên là phần cánh cửa thì nó có các phím điều chỉnh lên xuống kính, khóa kính rồi cũng như là chỉnh gương, gập gương. Vô lăng thì trang bị vô lăng bọc da tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, màn hình giải trí, điều hòa tự động. Cùng rất nhiều các công nghệ được tích hợp trên chiếc xe này. Các bác quan sát này, các chi tiết da còn rất đẹp nhé. Đấy, chủ xe thì cũng đã trang bị một lớp thảm trải sàn rồi. Ốc ác, các chi tiết còn nguyên zin anh chị ạ. Em sẽ mời anh chị và các bạn tham quan một chút về bộ máy 1.4 số tự động này để xem nó có những cái gì nhé. Đây là phần bộ máy anh chị này, các chi tiết ốc ác, keo chỉ, rồi là những phần dập đổi còn nguyên zin anh chị ạ. Vâng, vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị và các bạn chiếc xe Hyundai Accent phiên bản 1.4 số tự động sản xuất 2018. Hiện đang giao bán với mức giá 455 triệu còn thương lượng và hỗ trợ khi liên hệ trực tiếp online trên màn hình. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ em nhé. Em sẽ gửi thông tin chi tiết cho anh chị và các bạn tham khảo. Thông tin đầy đủ cũng như giá bán ưu đãi nhất. Cùng những giấy tờ anh chị và các bạn kiểm tra xem xe có vấn đề gì không. Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ. Xin chào và hẹn gặp lại.